Lưu Viện Nguyễn Nam xin trân trọng chào quý vị. Sau đây là bản tin sáng thứ ba của chúng ta. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng ta một cách thường xuyên. Và bản tin sáng nay chúng ta đề cập đến bốn bản tin với tựa đề là Sanders. Thượng nghị sĩ Sanders thì cái vùng đất Gaza là một cái thất bại của Mỹ tại Việt Nam. Nó giống như cái thời kỳ trước đây chúng ta Việt Nam về. Đây là tuyên bố của ông Sanders, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Và ông rằng tuyên bố câu này nữa nữa là ông sẽ không bầu cho Trump, tuy ông bất mãn về ông Biden về cuộc chiến ở Gaza, nhưng ông sẽ không bầu cho ông Trump vì ông ta cho rằng ông Trump có thể là nhân vật nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ. Và một số bản tin khác chúng tôi sẽ trao đổi cùng quý vị. Sau đây là bản tin đầu tiên. Ông Bernie Sanders là một thượng nghị sĩ trên 80 tuổi Hoa Kỳ từ ở tiểu bang Virginia. Thì ông ta tuyên bố một câu nảy lửa bữa hôm qua là gì? Là Gaza có thể là cái sai lầm của Tổng thống Biden tại như là cuộc sai lầm của Mỹ tại Việt Nam trước đây. Nhưng không phải vì thế mà ông sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Ông bài bác cái quan điểm này, không thích người này thì sẽ đi bầu cho người khác, thì ông ta không đồng ý quan điểm đó. Tại sao? Và ông ta sẽ chiến đấu mãnh liệt để bầu cho ông Biden vào chức vụ tổng thống của nhiệm kỳ thứ hai thay vì bầu cho ông Trump. Và ông ta cho rằng ông Trump là người nguy hiểm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trong tháng tư này thì mối quan hệ giữa ông Bernie Sanders, thượng sĩ Bernie Sanders và ông Biden càng mặn nồng hơn. Mới ngày hôm qua thì chúng ta vừa nhận được bản tin là Bernie Sanders năm nay trên 80 tuổi, thượng nghị sĩ quốc gia của Hoa Kỳ tại tiểu bang Vermont, tuyên bố là ông ta sẽ tiếp tục ra tranh cử vào tháng 11 tới cho chức thượng nghị sĩ. Ai cũng tưởng rằng ông ta sẽ về hưu, nhưng mà ngược lại ông ta không về hưu, tuyên bố ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Thì trong lịch sử nước Mỹ, ông Bernie Sanders từng là một nhân vật có tiếng tăm, là một nhân vật có vẻ thiên tả và một nhân vật đã từng ra trong tranh cử với tổng thống Mỹ. Và ông đó được cảm tình rất lớn của giới cử tri trẻ của nước Mỹ, giới cử tri liberal, phóng khoáng, tự do nước Mỹ. Tuy ông ta lớn tuổi nhưng quan điểm ta rất là phóng khoáng. Thì ngày nay ông tuyên bố hai điều rất là kinh hoàng. Thứ nhất là ông lên án Biden về cuộc chiến tranh tại Gaza, và cuộc chiến tranh đó mà Mỹ dính vào đó giống như cuộc chiến tranh mà Mỹ đã dính vào tại Việt Nam trước đây, ông ta cho là sự sai lầm. Và thứ hai là ông ta sẽ bài bác ông Trump cái nặng nề và sẽ bỏ phiếu bầu cho ông Biden. Chúng tôi sẽ mời quý vị bước vào bản tin chi tiết của chúng ta. Trong lịch sử nước Mỹ có nhiều tham dự nhiều cuộc chiến tranh trên toàn cầu. Thế chiến thứ hai, đủ thứ chuyện cả, chiến tranh nhiều nước. Nhưng mà với Mỹ đã từng thất bại nhiều nước, Afghanistan, Việt Nam, vân 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 vân, bị dính vào cuộc chiến Ukraine và dính vào cuộc tranh chấp giữa Do Thái và Palestine tại dải Gaza. Thì quan điểm của ông Biden cho rằng cái cuộc chiến của Mỹ giúp sự qua dính líu của Mỹ với Do Thái tại Gaza đó là một sai lầm rất lớn của Biden, của Tổng thống Biden, và cho là đó là một chiến tranh thảm bại Việt Nam của ông Biden. Và ông ta khuyên ông Biden nên gói ghém và rút ra khỏi cuộc chiến này. Ông ta không bằng lòng luôn cái sự viện trợ hàng mấy tỷ Mỹ kim cho Do Thái. Và trong lúc ông lên án Biden nặng như vậy thì người ta cứ tưởng đâu rằng ông sẽ đứng bên được ông Trump. Nhưng không. Ông ta không đứng vào phía trong Trump. Ông ta nói một câu rất là tưng bừng như thế này. Ông Trump, ông dùng chữ có thể là, maybe, có thể là một kẻ thù, một cái nhân vật nguy hiểm nhất trong lịch sử của nước Mỹ.
nhân vật nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông tuyên bố câu đó từng giờ. Do vậy, tuy có những khác biệt quan điểm với ông Biden, nhưng mà ông Bernie Sanders vẫn quyết đứng về phía ông Biden. Thì ông nói một câu nguyên văn như thế này, tôi đọc cho quý vị câu nguyên văn như quý vị nghe. Tôi hiểu rằng rất là nhiều người ở đất nước này không thích lắm với ông Biden trên nhiều lý do khác nhau. Và tôi hiểu được điều đó. Và tôi cũng không bất đồng ý kiến và không đồng ý với ông Biden một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhất là cái vụ mà chiến tranh của Mỹ tham chiến của Do Thái, giúp đỡ Do Thái tại cái dãy Gaza, trong cuộc trả lời phỏng vấn với thông tấn xã AP, Associated Press, thì ông Biden đã nói như vậy. Thì đó là một chuyện thôi, nói về cái Gaza. Chuyện thứ hai ông nói cái gì, ông này tiếp tục nói như thế này: quý vị phải có một cái trình độ trưởng thành nào đó, quý vị phải có một trình độ đứng đắn trưởng thành nào đó khi mà quý vị nói về chính trị của Hoa Kỳ. Và tôi đồng ý quý vị có thể bất đồng với một người nào đó, ví dụ trong trường hợp này là ông Biden, và điều đó không có sự bất đồng đó không có nghĩa là bạn sẽ bầu cho một người khác, đặc biệt là người đó là người nguy hiểm nhất tại nước Mỹ chúng ta, trong lịch sử nước Mỹ chúng ta. Hoặc là chúng ta không đi bầu, hoặc là cho phép cái người nguy hiểm nhất đó trong lịch sử để chiến thắng cuộc bầu cử này. Ông đã nói như vậy, tôi nghĩ rằng là không thể nói nặng hơn được. Khi ông Bernie Sanders nói với ông Trump như vậy, tôi nghĩ không thể nói nặng được. Thì đó là một câu nói rất là nặng. Chúng ta sẽ chờ đợi ông Trump sẽ phản biện như thế nào, có ý kiến gì không. Và bây giờ chúng ta bước sang bản tin thứ hai trong chương trình sáng hôm nay. Ông Trump lại làm để nước Mỹ lên cái cơn báo động khi mà ông tuyên bố rằng nếu ra ông ta mà thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới, ông ta sẽ không ra đi một cách yên lặng. He won't go quietly. Ông ta sẽ không ra đi một cách im lặng. Tất nhiên ông sẽ quậy và ồn ào. Đó là một cái bản tin khác. Thì trong bản tin ngày hôm nay, tôi chia sẻ với quý vị là một bài báo Mỹ khá phổ biến ngày hôm nay, là nếu cuộc bầu cử sắp tới mà ông Trump thua ông Biden thì ông sẽ không ra đi một cách im lặng, không ra đi một cách bình lặng, mà ông sẽ dậy làm dậy sóng dậy gió. Thì ông đã từng tuyên bố là nếu cuộc bầu cử mà không có honest, là trung thực đó, thì cả triệu người Mỹ xuống đường để phản đối. Chúng ta sẽ coi chờ coi xem ông nói tiếp như thế nào. Trên tập cái khi trong cuộc phỏng vấn tạp chí Time Magazine với ông ta, và chúng tôi nói ngày hôm qua ngày hôm kia, thì Time Magazine hỏi ông ta, hỏi ông Trump á, nếu liệu của Time Magazine hỏi ông Trump á, liệu cuộc bạo động có thể xảy ra không nếu ông thất cử, nếu ông Trump thất cử thì bạo động có thể xảy ra không? Thì ông Trump trả lời ngay như thế này: nếu tôi không thắng, như bạn biết đó, thì tùy trường hợp. Tôi sẽ tùy vào cái sự công bằng, tùy vào sự trung thực của cuộc bầu cử. Nếu chúng ta cho rằng không công bằng, không trung thực, cái kết quả là không công bằng, không trung thực, thì ông ấy không chấp nhận. Nói cái khác là nói như vậy.
Và sau đó thì ông lại sâu trả lời của Time Magazine xong, tạp chí Time xong, ông nói rõ hơn ý kiến của ông ta khi mà ông ta được cái cơ quan truyền thông Milwaukee Journal Sentinel phỏng vấn. Thì ông đốc trả lời một vài ngày sau cho Milwaukee Journal Sentinel, thì ông Trump nói gì? Nếu mọi thứ mà ngay thẳng là trung thực á, thì tôi vui lòng chấp nhận cái kết quả đó. Nếu cái cuộc kết quả không trung thực, không rõ ràng, thì tôi phải chiến đấu, thì chúng ta phải chiến đấu, bạn phải chiến đấu cho cái quyền lợi của đất nước của chúng ta. Như vậy ông đi vào hai cái vế. Vế nhất, nếu cuộc bầu cử trung thực, rõ ràng, trong sạch, thì tôi sẽ chấp nhận kết quả đó, vui lòng chấp nhận. Nếu cuộc bầu cử không trung thực, không rõ ràng, không minh bạch, thì chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng để vì quyền lợi đất nước chúng ta. Như vậy vấn đề đặt ra đây là như thế nào là cuộc bầu cử trung thực và như là cuộc bầu cử không trung thực? Dựa vào đâu chúng ta nói là cuộc bầu cử trung thực và dựa vào đâu chúng ta nói là cuộc bầu cử không trung thực? Cho đến bây giờ thì dù dân chủ hay cộng hòa, đa số trong lịch sử mấy trăm năm nước Mỹ, các 46 đời bầu cử tổng thống Mỹ, chúng ta chuẩn bị bầu cử tổng thống thứ 47, thì trong 46 đời tổng thống đó gần như tuyệt đối là cuộc bầu cử Mỹ là trung thực, không có tình trạng gian lận một cách đáng sợ, không có tình trạng gian lận cái có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Cho nên không có tiêu chuẩn nào để cho rằng cuộc bầu cử bị gian lận, cuộc bầu cử không trung thực. Xét vào phương diện lịch sử mấy trăm năm của nước Mỹ thì tới 46 đời bầu cử của nước Mỹ thì chưa bao giờ có tình trạng không trung thực cả. Vậy thì dựa vào đâu nói trung thực không trung thực? Ví dụ trong thời gian vừa qua năm 2020, ông Trump cho rằng cuộc bầu cử bị đánh cắp, ông Trump cho rằng cuộc bầu cử bị gian lận, ông Trump cho rằng cuộc bầu cử đủ thứ chuyện hết đó. Nhưng mà chúng ta thấy là gì? Ai gian lận? Chúng ta biết rồi, 4 năm tiểu bang đang trong hồ sơ gian lận, và thì ông sẽ chuẩn bị ra tòa tại Georgia vì gian lận cuộc bầu cử tại Georgia. Chúng ta thấy như vậy cái mức độ khả tín của ông Trump đó, rất là thấp, chứ không nói là ông toàn diện chuyện thôi. Thì dựa vào đâu mà ông ta cho rằng cuộc bầu cử không trung thực và trung thực, chính xác và không chính xác, để ông ta tiến hành chấp nhận nó hay tiến hành cuộc biểu tình chống đối xuống đường? Chúng ta cái tiêu chuẩn nó không có rõ ràng, tiêu chuẩn không có rõ ràng. Và tờ báo viết khi mà ông Trump nói rằng tùy tùy vào tình hình, thì đây là chính là vấn đề chúng tôi vừa nói, chứ tùy vào tình hình, thay vì chúng ta phải có thước đo, có tiêu chuẩn để đo, có những cơ quan kiểm soát nó, có những cơ quan xác nhận nó trung thực không trung thực, thì chúng ta nó tùy tùy đó gì, tùy theo suy nghĩ chủ quan của mình thì thua rồi. Chúng ta suy nghĩ nó gian lận thì nó gian lận, chúng ta suy nghĩ nó đàng hoàng là nó đàng hoàng, và chúng ta cần có một cái nguyên tắc khách quan, công bằng, đo được, đếm được, quan sát được, chứng minh được là cuộc bầu cử trong công bằng, mình trong sạch. Thì cái đó ông ta không nói tới, ông nói it depends, rất tùy. Thì đó câu rất là tốn nghĩa. Ngay cả khi ông ta thắng cử cũng có nghĩa là ông ta bị gian lận luôn. Chúng ta biết rằng năm 2016 thì ông Trump chiến thắng cuộc bầu cử với bà Hillary Clinton một cách bất ngờ vì ở chót. Nhưng mà ở phiếu vực phổ thông đó, là phiếu cử tri của từng người đó, thì ông Trump thua là gì? Ông Trump thua tới 3 triệu phiếu. Nhưng mà ông ấy tuyên bố là bà Clinton gian lận. Tại tiểu bang California cho cả triệu người không có công dân đi bỏ phiếu bầu cử. Chứng cứ đâu? Bằng chứng đâu? Không có. Nói khang khang vậy thôi, không có. Cứ bịa ra mà nói và không 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 có cái chứng minh nào cả. Và
bà Hillary Clinton bà thua một cách đau đớn, tuy thắng 3 triệu phiếu với ông Trump nhưng mà bà thất bại trong phiếu cử tri đoàn, ông Trump được trên 270 phiếu và ông Trump làm tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016. Nhưng 4 năm sau đó thì quý vị biết gì? Năm 2020 ông Biden lại ra. Và ông Biden ra, ông Biden thắng ông Trump kể cả phiếu phổ thông và kể cả phiếu cử tri đoàn. Và ông Trump thất bại và ông Biden đoạt chiến tổng thống Mỹ. Ông Trump quậy nát bét cái cuộc bầu cử này. Nào là ông ta vận động gian lận phiếu một số địa bang, trong đó như là địa bang Georgia, ông xin phiếu bẻ phiếu ra làm phiếu giả để làm sao có được hơn Biden một phiếu để giành chiến thắng địa bang này, và sự việc bị bại lộ bởi chính tổng thư ký của địa bang Georgia thu âm và công bố tài liệu này, và tòa cũng đang chuẩn bị xử trong vòng giờ này. Tại địa bang một số địa bang khác nữa, Michigan, địa bang Arizona, một số địa bang khác nữa, Pennsylvania và cũng 4-5 địa bang, tổng cộng đồng trưng có ý đồ gian lận phiếu hoặc đã gian lận phiếu hoặc là bị chứng minh là gian lận phiếu, và nhiều tòa cũng đang chuẩn bị xử chúng ta, thì cho thấy rằng như vậy là lần thứ hai ông tranh cử, như vậy lần nhất ông thắng 2016 ông mới cho là gian lận, lần hai ông thua thì ông cho là gian lận, và lần thứ ba này lần 2024 ta ra tranh cử thì ông thắng, cũng có thể ông cho là ông thắng nhưng mà lẽ thắng lại đậm hơn, và ông thua thì ông có thể nói ông bị gian lận phiếu và ông kêu gọi các triệu người Mỹ một tay cũng được. Thì quý vị nghĩ với cái tình trạng như vậy, một cái tâm trạng tinh thần như vậy, quý vị có tin rằng ông Trump chấp nhận cuộc bầu cử 2024 cái dễ dàng? Tôi không nghĩ như vậy. 2016 thì ông ta cho rằng ông thắng mà ông vẫn cho là gian lận. 2020 ông thua ông cũng cho là gian lận. Và 2024 thì như thế nào không nói chúng ta biết rồi. Tại vì cái suy nghĩ của người, cái mặt tâm lý nó có cái pattern, nó có một cái khuôn mẫu mà nó cứ lặp lại, nó xảy ra trong nhiều trường hợp khác nhau, nó xảy ra giống nhau. Ví dụ người đánh gian thời gian bạc lận thì chơi cái ăn tiền lớn cũng gian lận, mà chơi ăn tiền nhỏ cũng gian lận, thì nó trở thành giống 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 nhau. Do vậy thì cái pattern tâm lý của ông Trump được báo chí xem là vấn đề lớn hiện nay. Ông đã nói những câu trước đây đó. Ông nói không, nếu mà chúng ta không chiến đấu như địa ngục đó, dù chiến đấu hết mình đó, thì bạn sẽ không còn một đất nước mà chúng ta từng biết như trong tương lai. Có nghĩa là cái cuộc bầu cử này nếu mà bị gian lận, ông bị gian lận thì nước sẽ mất. Bạn có tin như vậy không? Tôi không tin như vậy. Và chính như vậy cái câu đó nó thôi thúc những người nghe ông ta, những người tin ông ta đã kéo lên ở tòa nhà Quốc hội ở Hoa Điện Đúng đập phá xông vào tòa nhà can thiệp bầu cử, không cho kết quả bầu cử được tung ra, không cho phê chuẩn cuộc bầu cử tung ra, điều đó dẫn đến gì, cả ngàn người hiện nay bị tù tội. Và cái hành động của ông ta thì ông tuy chưa tù nhưng mà rất ngàn người, cả ngàn người, gần 1.000 người ủng hộ người ta phải vào tù. Gia đình người ta ra sao? Con cái người ta như thế nào? Ai nuôi vợ, ai nuôi con? Gia đình lấy gì sống? Vì chỉ vì nghe lời ông Trump. Kinh khủng. Chỉ vì nghe lời ông Trump, hàng ngàn gia đình bị tù tù đầy. Kinh khủng. Và bây giờ ông tuyên bố là nếu ông thắng cử kỳ này, ông sẽ thả ra hầu hết, ngoại trừ số trường hợp đặc biệt. Nhưng mà dù sao ông ta đã ở tù cả một thời gian rồi, thời gian mấy 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 năm qua mà có người mang án tới 10 năm, và nhiều người trong các số, một số người Việt chúng ta tại Nam California có một chị gì đó cũng bị, rồi tại Texas có một ông cảnh sát người gốc Việt của chúng ta cũng bị, rất nhiều người cùng trong bệnh, chúng tôi cũng có những người bạn, chúng tôi cũng có biết những người bạn đã bay thẳng từ California lên Hoa Điện Đúng để nghe lời kêu gọi của Trump đi xuống biểu tình, và bây giờ họ lặng lẽ im lặng, họ không dám lên tiếng xuống tiếng,
Vì họ sợ rằng một ngày nào đó họ sẽ bị bắt. Một ngày nào đó cảnh sát sẽ gõ cửa nhà họ bắt và dẫn đi. Do vậy bao nhiêu người bây giờ bắt đầu sợ hãi. Một số người bị bắt, một số người đang ở tù, một số người đang lo lắng để sẽ bị bắt. Chúng ta thấy cái nỗi kinh hoàng mà ông Trump đã gieo cho hàng ngàn, chục ngàn gia đình như vậy đó, thưa quý vị. Chỉ vì nghe ông ta, cuồng ta, tin tưởng vào những điều kêu gọi của ông ta. Cho nên bên lời này chúng ta thấy đó là lý do tại sao bây giờ càng ngày giống như người ta càng quan trọng niệm hiểu ông Trump hơn, và càng ngày nhiều người không tin ta hơn. Và bây giờ trong khi biểu tình tại Washington, quý vị biết gì, biểu tình việc xung phiên tòa xử trả tiền bịt miệng tại New York, ông ta kêu gọi khang hai cổ như lèo quèo mấy người đến cuộc biểu tình, đến cái phiên tòa, và không biểu tình, không xuống đường, không ồn ào. Và ông ta thấy ông rất là lẻ loi, rất là đơn độc trong nhà tòa. Khi mà ngày thứ ba vừa rồi, Eric, đứa con trai của chúng ta và một số người đến, nhân viên, những người hợp tác của ta đến thăm ông, thì ông ta cho là ấm lòng, ông ta rất là cô đơn, rất là buồn phiền vì không có ai ngó ngàng tới ông ta cả. Thì bây giờ đã là như vậy rồi, quý vị biết ông rớt, nếu ông rớt bầu cử năm nay 2024 nữa, thì có lẽ đường phố vẫn bình thường, người ta vẫn đi làm việc bình thường, không ai xuống đường, không ai ra lối ôm chồng, có chăng á chỉ một vài tụ điểm, một vài chục người ồn ào chút xíu thôi. Và chúng ta biết rằng trong trường hợp ông xúi người ta đi xa hơn, có nghĩa là ông sẽ đẩy rất là nhiều gia đình khác tan nát vào tù vào đây. Chúng ta phải hành động có suy nghĩ chút xíu, thưa quý vị. Cuộc bầu cử hiện nay lại ngày hôm nay có cái cuộc thăm dò dư luận mà chúng tôi rất thích thú để gửi đến cho quý vị. Như tôi thưa quý vị là trong tháng 3 vừa qua, trong tháng 4 vừa qua, chúng tôi gửi đến quý vị liên tiếp khi mà có những kết quả thăm dò dư luận mới, vì chúng ta không thể cùng lúc đi hỏi hàng triệu người Mỹ đi khắp nước Mỹ là ông nghĩ gì, ai sẽ thắng. Chúng ta không có khả năng đó. Chỉ có khả năng duy nhất là các cơ quan truyền thông phối hợp với các cơ quan thăm dò dư luận, họ làm một thăm dò và cho chúng ta biết cái kết quả thăm dò đó như thế nào. Tuy có thể nó không đúng 100%, nhưng nó có thể được cái độ sai biệt nó tính còn một vài phần trăm và gần như đúng, thì nó phản ánh được, đó là cái tấm gương duy nhất mà có thể thăm dò được dư luận và chúng ta có thể biết được. Do vậy chúng tôi hay thường lưu ý là khi các bản tin thăm dò mới thì chúng tôi trích những bản tin kết quả thăm dò đó để gửi đến cho quý vị. Kết quả ngày hôm nay như thế nào, thưa quý vị? Cuộc thăm dò của những tờ báo nổi tiếng của Mỹ là Biden 37% và ông Trump 37%. Hai bên là hòa nhau đều 37% cả, vì có một số ý kiến chưa xác định, chưa biết được là chọn ai. Một số ý kiến bị chi phối, một số phiếu bị chi phối bởi ông Kennedy, một số phiếu chi phối bởi đảng đối thứ ba, một số chưa có quyết định, vân 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 vân. Cho đến giờ này thì có 37% ủng hộ Biden và 37% ủng hộ ông Trump. Như vậy technically, về mặt kỹ thuật thì hai bên đang hòa nhau. Và cái hiện tượng của cuộc thăm dò này là gì? Cái số ủng hộ viên đã thay đổi, cử tri thay đổi. Nhiều người Hispanic, là người dân Nam Mỹ, dân Mỹ Tây cơ, dân Nam Mỹ và người da đen và kể cả tuổi trẻ bầu cho nghiêng về ông Trump, nghiêng trước đây nghiêng về ông Trump, nhưng lần này có vẻ nghiêng lại về phía ông Biden nhiều hơn. Bây giờ chúng ta nghe những con số cụ thể nha, thưa quý vị. Thời điểm này 6 tháng, nửa năm, đúng nửa năm trước cái cuộc mà bầu cử vào tháng 11 sắp tới, năm tháng 11 sắp tới là bầu cử, tổng bầu cử, thì đúng 6 tháng trước ngày bầu cử, trường hợp của hai bên như thế nào, chúng tôi đã nói đây. Quý vị, theo cuộc thăm dò của tờ báo nổi tiếng nước Mỹ là USA Today và cái hãng và trường đại học Suffolk, và thăm dò trường đại học Suffolk thì là kết quả như thế nào, là Biden và Trump hòa nhau 37% và 37%. Và cái cuộc thăm dò này cũng cho biết nhiều số nữa. 1/4
của các cử tri đã ghi danh, cử tri đã đăng ký, register voters là còn 24%. Cử tri ghi danh thì họ cho biết rằng họ có thể thay đổi ý nghĩ vào giờ chót trước ngày bầu cử 5 tháng 11 tới. Tức như 1/4 số người và cho rằng họ có thể thay đổi việc và bầu cho ai, chọn ai trước ngày bỏ phiếu tới giờ chót. Có nghĩa rằng những con số đây mang chất tham khảo và không khẳng định được đó là ý kiến cuối cùng của cử tri trước ngày bầu cử. Thì họ có thể thay đổi vì như tôi đã nói, ông Trump có bị tòa tại New York kết tội không? Và nếu kết tội 100% thì ông ta có đi tù không? Cái đó là một yếu tố thứ nhất. Kinh tế Mỹ như thế nào là thứ hai, việc làm như thế nào thứ ba, vấn đề quan hệ quốc tế, chiến tranh tại Gaza như thế nào, chiến tranh tại Ukraine ra sao, tất cả những điều đó anh nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Và chúng ta còn 6 tháng nữa thì sự lung lay tác động bầu cử nó rất còn rất nhiều đâu. Nhưng mà tới giờ thời điểm này, ngay giờ phim này thì hai bên hòa nhau 37-37%, trong đó có khoảng 24% trong số 100% dân chúng, có 24% không biết là mình chọn ai và có thể thay đổi ý kiến vào giờ chót. 12% chưa chọn là sẽ bầu dai. Và đó là một sự chia rẽ rất lớn trong nước Mỹ mà chúng ta từng biết. Nó chia rẽ trong nhiều vấn đề nữa. Ví dụ phá thai. Ông Trump chủ trương phá thai như thế nào? Và ông Biden chủ trương phá thai như thế nào? Và người ta cho rằng cái việc mà vấn đề nước Mỹ quyết định phá thai, quyết định tại tiểu bang Arizona vừa qua đó, nó có thể gây sự ảnh hưởng đến bầu cử rất lớn. Và ngày hôm nay chúng ta đọc bản tin cũng thú vị lắm. Tiểu bang Florida có thể chuyển sang từ đỏ là Cộng hòa sang màu xanh là Dân chủ vì tình trạng phá thai, vì luật lệ về phá thai. Và chúng ta thấy các tiểu bang màu đỏ đang đứng trước sự đe dọa lớn là tiểu bang Florida có thể chuyển sang màu xanh theo một báo chí Hoa Kỳ ngày hôm nay nói vì vấn đề phá thai. Đó là Cộng hòa xanh là Dân chủ. Và cái tình trạng mà biên giới của tiểu bang Texas và tình trạng người di dân nhập cư vào tiểu bang Texas nhiều cũng có thể ảnh hưởng đến tiểu bang Texas chuyển màu từ màu đỏ sang màu xanh, chúng ta chờ xem. Mà đó là hai tiểu bang lớn của Cộng hòa. Nếu mất hai tiểu bang đó thì coi như cái sức mạnh Cộng hòa trên nước Mỹ sẽ suy giảm cái trầm trọng và Cộng hòa sẽ khó đứng đứng vững được trong cuộc bầu cử lớn trong tương lai, chúng ta chờ xem. Đặc biệt là cái bản án của ông Trump và nó sẽ đến trong khoảng 2 tuần nữa về phiên tòa hình sự tại New York, nó sẽ ảnh hưởng đến bầu cử rất là nhiều. Con số ủng hộ, con số cử tri ủng hộ cho ông ứng cử viên Robert Kennedy cũng lên khá cao, 8%. Số ủng hộ cho ông Robert Kennedy lên khá cao là 8%. Và trong cái người đứng vai phó trong Robert Kennedy là một người phụ nữ gốc Hoa, vì người Mỹ gốc Hoa, là vợ của ông Tây, đồng sáng lập của Google. Và như vậy đó là một nhân vật này rất là giàu, thưa quý vị. Và nếu mà cô này mà có chỗ đứng trong cuộc bầu cử năm nay thì là một gương mặt thành danh của người Việt, của người Mỹ gốc Á Châu khác, người phụ nữ gốc Á Châu khác. Và trong những ứng cử viên khác đó, có hai ứng cử viên khác nữa đó, như tôi đã từng nói, thì có thêm 5% số phiếu cử tri ủng hộ. Như vậy cái con số những người mà chẳng hạn như hai ứng cử viên đó thì có mặt cho vui thôi, có thể ảnh hưởng trong chút ít chút ít của một người chạy đua dân Trump bằng Biden. Và kể cả ông Kennedy mặc dù 8% được cũng không lúc không nhúc nhích từ tình hình, không có thể đầu gương mặt có thể có khả năng thắng cử má. Và ông Kennedy chỉ có thể là một nhân vật xin lỗi quý vị, coi nhân vật ảnh hưởng đến đáp phiếu của ông Biden hoặc của ông Trump mà thôi. Như vậy nước Mỹ vẫn hai lệ thuộc hai cái đảng chính là Cộng hòa và Dân chủ. Và bây giờ chúng ta bước sang bản tin cuối cùng là lâu nay đó thì chúng ta đã một vài lần thưa chuyện quý vị là ông Trump rất là cô đơn.
Vợ bà Melania Trump thì gần như không tham gia các cuộc hoạt động chính trị, hoạt động bầu cử trong ta. Hòa hoàng lắm, đôi khi lắm bà mới xuất hiện. Kể cả ông Trump ra tòa hình sự, bà cũng không xuất hiện luôn. Và thưa quý vị, còn cô con gái là Ivanka đó, cái lớn Ivanka thì đã tuyên bố sau cuộc bầu cử vừa qua đã tuyên bố là không dính vô chính trị nữa, ẩn cư làm việc lo chồng lo con. Và chúng ta thấy ngay cả những đứa con khác khác của ông Trump cũng không ra tòa thăm ta. Những đứa con trai như đứa con gái thì trong thứ ba vừa rồi chỉ có một người duy nhất là Eric Trump đến tòa tham dự phiên tòa cùng với bố mình. Cho thấy chúng ta nói ông Trump rất là cô đơn, nhưng mà hôm nay ông Tài có một tin rất là vui, một niềm hy vọng rất vui, đó là có thể Ivanka Trump cùng với chồng Kushner sẽ dính vào cuộc bầu cử 2024 này với Donald Trump. Chúng ta biết rằng sau khi mà cuộc bầu cử vừa qua thì Ivanka Trump vì lý do là con nhỏ và không muốn tham gia chính trị nữa, còn đổi chỗ ở từ New York về Florida và gần con cái, chồng con nhiều hơn. Bà có tuyên bố giả từ chính trị cho cô im ắng trong thời gian qua rất là nhiều, nhưng ngày hôm nay thì cô nói rằng cô ta đang xem xét lại quy định đó và sẽ có một cái quyết định chính thức. Và người ta đoán, cô chưa nói ra lúc nào, và người ta đoán sẽ có quyết định chính thức vào khoảng tháng 7, là 4 tháng trước ngày bầu cử, vào cái dịp là đại hội trung ương của Đảng Cộng Hòa để tiến cử ứng cử viên, thì có thể là cô tuyên bố vào dịp đó. Có lửa, có lúc đó là cuộc vận động tranh cử đang quyết liệt hơn, và vào chuẩn bị vào ngày bầu cử thì cần phải sức của cổ hơn, và cô cũng có thể giúp bố trong cái giai đoạn này đó. Thì đó là một tin tức mới nhất về vấn đề bầu cử. Và Ivanka có thể giúp bố, nhưng Kushner thì như thế nào, ông con rể Kushner thì như thế nào, có giúp bố hay không, có giúp bố vô vợ hay không, chúng ta chưa biết. Nhưng mà có nguồn tin đó là dư luận đang chờ đợi sự xuất hiện của Ivanka Trump và con rể Kushner rồi không trong những ngày tới. Thì đó là cái tin tức liên quan bầu cử Hoa Kỳ, và chúng tôi cũng gửi đến quý vị trong chương trình sáng sớm ngày thứ ba để quý vị cùng chúng tôi theo dõi tin tức thời gian này. Mỗi ngày chuyện trong ngày chúng ta gửi đến quý vị một vài cái tin tức, một vài cái chuyện xảy ra tại nước Mỹ và thế giới mà quý vị quan tâm nhiều và đã ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thưa quý vị.